Xin chào mọi người, mình là GoPT. Theo thông tin mới nhất thì mình tìm hiểu được thì sắp tới sẽ không lép skill mà sẽ lép các item liên quan, đặc biệt là hai cây vũ khí khoe Aloxin sẽ bị lép tương đối, nhưng thật sự nó chỉ ảnh hưởng đến bạn end game, còn bạn early game thì nó vẫn quá là mạnh, vẫn có thể sử dụng được để farm tier 7 là vô tư. Hôm nay thì mình sẽ ra thêm một phiên bản siêu rẻ mà 5 linh có thể đạt được mức 12 triệu DPS với những item vô cùng dễ kiếm và giá cực rẻ trên chợ, và chỉ cần lượng energy 140 là có thể mang skill chính 5 linh và bắt đầu tung hành thiên hạ được rồi. Tạm thời mình sẽ update bản early game trước, và nếu có thông tin gì mới nhất thì mình sẽ luôn luôn cập nhật để các bạn biết và luôn dẫn theo cái view Google Win của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, bye bye, và nhớ like và subscribe nhé.